Chào mừng các bạn khán giả cùng trở lại với hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Không biết là các bạn có giống như mình không? Khi mà tìm hiểu về lịch sử Trung Quốc thì một trong những điều mà chúng ta rất thích theo dõi đó chính là những cuộc tỉ thí, so tài của các đối thủ ngang tài ngang sức trong lịch sử. Bởi lẽ, mỗi một thời đại huy hoàng thì chắc chắn sẽ luôn tồn tại ít nhất là hai đối thủ truyền kiếp và tất nhiên sự so tài của họ sẽ ảnh hưởng tới hướng đi của cả một thời đại. Trong thời kỳ Tam Quốc tranh hùng, Ngoại Long tiên sinh Gia Cát Lượng của Thục Hán và nhà chính trị quân sự Tư Mã Ý của Tào Ngụy được nhắc đến là cặp kỳ phùng địch thủ. Gia Cát Lượng nổi bật với khả năng cầm quân, đoán biết trước được nước đi của đối phương. Trong khi đó, Tư Mã Ý lại nổi danh bởi sự kiên nhẫn đến tột độ, không hề lung lay ý chí. Đấu với nhau mười mấy năm trời còn chưa phân được cao thấp, thắng thua thì một người đã chết vì bệnh, khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Gia Cát Khổng Minh, Tư Mã Trọng Đạt, rốt cuộc ai trên cơ hơn ai? Câu trả lời lại đến từ người thứ ba, đó chính là quân chủ Đông Ngô Tôn Quyền. Khổng Minh, Trọng Đạt, ai trên cơ ai? Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, ai mạnh hơn ai? Đó vẫn là chủ đề gây tranh cãi đối với hậu thế cho tới tận ngày hôm nay. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời ở Gò Ngũ Trượng, tin này được truyền tới tai Tôn Quyền. Tôn Quyền khi đó đã cảm thán rằng, Tư Mã Công thiện dụng binh, biến hóa như thần, sở hướng vô tiền. Y muốn nói tài dụng binh và mưu lược của Tư Mã Ý là đỉnh nhất, Gia Cát Lượng không thể bị kịp. Tôn Quyền sở dĩ có thể cùng tranh thiên hạ với Tào Tháo và Lưu Bị, âu cũng là bởi ông cũng là người rất có năng lực và tầm nhìn. Vậy vì sao Tôn Quyền lại cho rằng như vậy? Đầu tiên, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý giống nhau. Hai người đều trưởng thành trong môi trường đèn sách, ngay từ khi còn trẻ đã nổi tiếng trong ngoài. Năm đó, khi Gia Cát Lượng theo học Tư Mã Huy đã rất khen ngợi tài hoa của Khổng Minh, còn đặt cho ông biệt danh là Ngọa Long. Vì vậy mà Lưu Bị phải 5 lần 7 lượt đến mời Gia Cát Lượng. Bản thân Tư Mã Ý cũng đã nổi tiếng ngay từ khi còn trẻ. Thiên hạ trong ngoài, không ai không biết đến Hà Đông có một Tư Mã Ý mệnh danh chúng hổ. Tào Tháo vì muốn có được Tư Mã Ý cũng đã sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí phải lấy tính mạng của người nhà ra để uy hiếp Tư Mã Ý về làm việc cho mình. Hai người sau khi lập nghiệp cũng giống nhau, đều gia nhập hai tập đoàn chính trị lớn với thân phận quân sư rồi dần dần trở thành tầng lớp lãnh đạo, nắm quyền lực quân sự trong tay. Điểm khác nhau nằm ở năng lực thống binh. Gia Cát Lượng ngay từ lần đầu Bắc phạt cho tới khi mất, suốt mười mấy năm đối đầu với Tư Mã Ý đã lộ ra rằng mưu trí và năng lực thống binh đều không bằng Tư Mã Ý. Kể từ năm 228 đến năm 234, khi Gia Cát Lượng qua đời ở Gò Ngũ Trượng, hai thế lực Thục Ngụy có tất cả 6 lần giao chiến. Trong số đó, có 5 lần Khổng Minh chủ động đem quân tiến hành bắc phạt, còn lại một lần là do Ngụy đánh trả, Thục phòng ngự. Lần bắc phạt thứ nhất, nhân lúc quân Ngụy không chú ý đã phái Triệu Vân chiếm được Tây Bắc 3 quận, sau đó phái Mã Tắc trấn thủ Nhai Đình. Nhưng Tư Mã Ý vừa nhìn đã ra ngay được tình hình, quyết định từ bỏ 3 quận Tây Bắc, đồng thời phái đại quân đi công đánh Nhai Đình. Kết quả sau trận này thì mọi người cũng đều đã thấy. Sau khi Nhai Đình mất, Tư Mã Ý đem đại quân đi vây đánh Triệu Vân. Sau đó, bất ngờ đánh úp khiến Gia Cát Lượng suýt chút nữa chết trên chiến trường. Lần thứ hai là khi hai bên giằng co ở Trần Thương Đạo. Tư Mã Ý biết Gia Cát Lượng sở hữu thứ vũ khí vô cùng mạnh, đó là nỏ liên hoàn. Vì vậy, không lựa chọn đối kháng trực tiếp với quân Thục bởi quân Ngụy đang ở thế yếu hơn. Tư Mã Ý tính kế đánh vào nội bộ của quân Thục, lén sai người xúi giục người phụ trách vận chuyển quân lương của quân Thục thất chức, cố tình không vận chuyển quân lương đến kịp thời, khiến quân Thục vì không đủ lương thảo mà phải rút lui. Tư Mã Ý cũng nhờ vậy mà giành được thắng lợi mà không tốn chút binh đao nào. Hơn nữa, sự khác biệt giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý còn nằm ở việc bồi dưỡng nhân tài. Mọi chuyện lớn nhỏ trên dưới của Thục Hán đều do một tay Gia Cát Lượng phụ trách, đồng thời cũng trực tiếp bỏ quên việc bồi dưỡng nhân tài, khiến Thục Hán mất đi người kế nhiệm đủ năng lực. Nhưng Tư Mã Ý lại khác, ông rất coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài. Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu, những người này không cần phải nói. Ngoài ra, Đặng Ngải, Trung Hội, Trương Hổ, Long Hội, Giả Sung đều là Tư Mã Ý bồi dưỡng ra. Thục Quốc và Đông Ngô sau này cũng là bị những người này đánh bại.
Trong lần bắc phạt thứ tư của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý chuốc lấy kết cục đại bại. Nhưng vào lần bắc phạt đầu tiên, Tư Mã Ý cũng đã từng đánh bại Gia Cát Lượng. Thất bại của Quân Thục vào lần ấy còn lưu lại một điển cố nổi tiếng: gạt lệ trảm mã tắc. Tuy trách nhiệm chủ yếu dẫn tới thất bại trong lần bắc phạt thứ nhất không thuộc về Gia Cát Lượng, nhưng chung quy Khổng Minh vẫn không tránh khỏi có liên quan tới kết cục cay đắng này. Vào lần bắc phạt cuối cùng trong cuộc đời Khổng Minh, Tư Mã Ý kiên trì đóng cổng thành, không chịu ra giao chiến. Trên thực tế, nếu Tư Mã Ý giao chiến chính diện với Gia Cát Lượng vào lần ấy, quân Ngụy chưa chắc đã đại bại dưới tay Thục. Tuy nhiên, Tư Mã Trọng Đạt vẫn cương quyết cố thủ mặc cho mọi khích bác, bởi trong lòng ông nắm rõ cái được, cái mất khi nghênh chiến với Gia Cát Lượng. Nếu trực tiếp nghênh chiến, quân Ngụy không thể nắm chắc phần thắng, hoặc dù thắng cũng sẽ chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Hơn nữa, Tư Mã Ý từ sớm đã nhìn ra nhược điểm chí mạng của đối thủ, đó là không thể tác chiến trong thời gian dài. Vì vậy, Tư Mã Ý nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận cố thủ chứ không ra nghênh chiến. Kết quả là Khổng Minh bất ngờ qua đời, Quân Thục lui binh về nước. Từ thế cuộc lúc bấy giờ, không khó để nhìn ra rằng Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng vốn là kẻ tám lạng, người nửa cân, về cơ bản rất khó phân định thắng bại. Năm xưa, khi bình luận về Tam Quốc, Chủ tịch Mao Trạch Đông cũng từng đưa ra lời nhận xét về hai nhân vật này. Theo ông, Tư Mã Ý thông thạo cách tùy cơ ứng biến, mưu trí không hề dưới Khổng Minh, có một vài điểm thậm chí còn giỏi hơn Tào Tháo. Nói cách khác, Tư Mã Ý sở hữu một số điểm hơn Gia Cát Lượng, còn Gia Cát Lượng về phương diện am hiểu mưu lược lại chẳng hề thua kém. Thế nhưng nếu nhìn vào lòng chung đối sách của Khổng Minh, có thể thấy đối sách sai lầm này sẽ gây ra phân tán binh lực, nhất định dẫn tới thất bại. Từ đánh giá của Mao Chủ tịch, nhiều người cho rằng nếu đánh giá tổng thể thì Tư Mã Ý mạnh hơn Gia Cát Lượng. Cho tới ngày nay, dù Khổng Minh và Tư Mã Trọng Đạt đều đã trở thành người thiên cổ, nhưng cuộc so tài giữa hai nhân vật này vẫn trở thành chủ đề tranh luận chưa hề có hồi kết. Kẻ không mạnh không xứng làm đối thủ, người không hiểu mình đâu đáng để kết giao. Như vậy để thấy rằng Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, hai nhân vật cốt cán của hai tập đoàn chính trị lớn mạnh trong Tam Quốc, thực sự xứng tầm là những kỳ phùng địch thủ truyền kiếp của nhau. Bởi nếu như cuộc đối đầu giữa Hoàng đế Khai Quốc Thục Hán Lưu Bị và Ngụy Vương Tào Mạnh Đức mang đến cho chúng ta những cảm xúc hào hùng, thì trận chiến giữa Thừa tướng Gia Cát Lượng và nhà quân sự Tư Mã Ý lại cho chúng ta được chiêm ngưỡng một cuộc đọ trí đầy trí tuệ bên cạnh một chữ nhẫn. Gia Cát Lượng lục xuất Kỳ Sơn, nhiều lần đánh nước Ngụy không thành vì có Tư Mã Ý đối đầu. Gia Cát Lượng biết rằng muốn phạt Ngụy, định Trung Nguyên thì ắt phải trừ Tư Mã Ý, nên quyết tâm bày mưu trừ khử. Tư Mã Ý vốn là người thông minh tài trí, lại đa nghi, nên sau cả tháng trời hao tâm tổn trí, Gia Cát Lượng mới có thể dụ được Tư Mã Ý vào bẫy của mình. Vì sợ Tư Mã Ý đề phòng nên Gia Cát Lượng cố ý dùng số binh lính nhỏ lẻ vận chuyển lương thảo nhiều lần, cố tình để cho quân Ngụy bắt được từ đó mà xem thường đối thủ. Sau nhiều lần bắt được quân Thục, Tư Mã Ý dò la biết được Gia Cát Lượng muốn tính kế lâu dài, lại thấy Tư Mã Ý không có động tĩnh gì nên cho quân lính chia ra các ngả cày cấy. Hơn nữa, toàn bộ lương thảo lại được tập kết hết về Thượng Phương Cốc để dự trữ. Tư Mã Sư thấy vậy liền bảo với Tư Mã Ý rằng như vậy sẽ bất lợi cho mình, nên muốn hẹn Gia Cát Lượng quyết một trận sống còn. Tuy nhiên, vốn là người đa nghi, cẩn trọng, Tư Mã Ý vẫn có ý đề phòng không tin, cho rằng đây chính là quỷ kế đa mưu của Gia Cát Lượng. Đang lúc cha con Tư Mã Ý và tướng lính bàn bạc kế sách thì có lính chạy vào báo Ngụy Diên cầm cái trò mũ của đô đốc đánh rơi hôm nọ, đến ngoài cửa trại hò hét khiêu chiến. Các tướng lĩnh nghe xong tức giận, muốn xông ra quyết chiến Ngụy Diên. Tuy nhiên, Tư Mã Ý vẫn luôn bình tĩnh, giữ vững được bản sắc của mình mà nói. Thánh nhân có câu, không biết nhịn điều nhỏ thì loạn mất mưu lớn, ta chỉ nên giữ vững là hơn. Ngụy Diên sau một hồi khích tướng không thành, đành quay về. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cuộc chiến này đã là cuộc chiến của những bậc kỳ tài, kẻ tám lạng, người nửa cân. Người không mạnh, không xứng đáng làm đối thủ, kẻ không hiểu mình đâu đáng để kết giao. Tư Mã Ý không chịu manh động cũng là điều được Gia Cát Lượng liệu trù từ trước. Vậy nên Gia Cát Lượng lại tiếp tục thi triển thiên la địa võng để lừa Tư Mã Ý vào bẫy của mình. Gia Cát Lượng một mặt cho quân từ Kỳ Sơn tản đi các ngả giả vờ cày cấy, một mặt lại cho người đem trâu gỗ,
ngựa máy chở lương thực đi. Tiếp đó lại cho 500 quân lính cùng Ngụy Diên tiếp tục đi khiêu chiến Tư Mã Ý. Sau bao ngày hao tâm tổn trí, cuối cùng Gia Cát Lượng cũng dụ được Tư Mã Ý xuất binh đánh mình, lừa cho cha con Tư Mã Ý vào Thượng Phương Cốc. Ở đó, quân Thục đã bố trí sẵn hỏa công đợi lệnh. Khi Tư Mã Ý vừa vào trong cốc, Gia Cát Lượng liền cho quân Thục bịt cửa cốc, dùng hỏa công thiêu cha con Tư Mã Ý và quân Ngụy. Cứ nghĩ mọi việc chu toàn, số phận của cha con Tư Mã Ý chấm dứt ở đây. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính. Kỳ Sơn, 9 tháng không có mưa, nay bỗng chốc mây gió kéo về, trời đổ một trận mưa lớn chưa từng có. Nhờ đó mà cha con Tư Mã Ý thoát nạn trong gang tấc, vui mừng khôn xiết, còn Gia Cát Lượng lại phải ôm hận nghìn thù. Gia Cát Lượng vốn rất tự tin vào thần cơ diệu toán của mình, nên một mặt đã chia quân ra các ngả, một mặt cho quân đi tập kích doanh trại của Tư Mã Ý. Cho nên phần còn lại mai phục ở Thượng Phương Cốc chẳng còn đáng là bao, lực lượng không đủ để mà xạ tiễn quân địch. Hơn nữa, do khoảng cách cũng không đủ để nắm bắt chính xác. Mặt khác, lực lượng của Tư Mã Ý lại hàng vạn quân, số lượng lớn gấp bội phía Gia Cát Lượng, khi đó chỉ có 500 quân tinh nhuệ. Nếu như không rút mau thì khéo mạng cũng chẳng còn. Đây cũng là số trời đã định, người tính không bằng trời tính. Ngay cả việc Gia Cát Lượng hạ sơn phò tá Lưu Bị thì trước khi xuất sơn, Thủy Kính Tiên Sinh đã biết trước kết cục phục hưng Hán Thất bất thành. Gia Cát Lượng gặp được minh chủ nhưng không gặp thời. Thế gian vạn vật đổi rời, tưởng chừng như hỗn độn vô quy tắc, nhưng trên thực tế tất cả đều là có an bài chi tiết. Không thế thì làm sao các bậc thánh nhân xưa kia có thể dự đoán được sự việc cả trăm ngàn năm sau đó. Ngay như Gia Cát Lượng cũng để lại cho đời sau không ít dự ngôn kinh thiên động địa. Ví dụ như câu, vạn đại quân sư Gia Cát Lượng thống nhất Sơn Hà Lưu Ba Ôn. Vậy nên không thể không có chuyện ông không biết được kết cục này. Chỉ có điều, vạn vật trên đời sinh ra và mất đi đều mang trên mình một sứ mệnh. Bản thân Gia Cát Lượng cũng không phải người ngoại lệ. Cuộc đời ông sinh ra chính là để viết lên bốn chữ cúc cung tận tụy cho muôn đời noi theo. Tư Mã Ý và Khổng Minh đã chiến đấu với nhau trong phần lớn cuộc đời. Bởi vậy cho nên hơn ai hết, họ dường như hiểu tường tận từ tính cách cho đến phép dụng binh của nhau. Song chính bởi nhờ có những khối óc đại tài, những cuộc đấu trí ngang tài ngang sức như vậy, chúng ta mới thấy được sự khốc liệt nhưng cũng vô cùng ly kỳ, hấp dẫn mà những huyền thoại lịch sử đã tạo ra trong quá khứ. Cảm ơn các bạn khán giả đã ở lại cùng chúng tôi đến cuối chương trình. Nếu như yêu thích nhân vật và sự kiện nào trong lịch sử Trung Quốc, hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé. Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của các bạn khán giả trong những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.